Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đánh giá chất lượng quốc tế International Quality Assessment and Import Export Company Limited là công ty chuyên phân phối, chọn lọc, đánh giá, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, dược liệu thiên nhiên an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. IENQA lựa chọn phân phối những sản phẩm có nguồn gốc 100% tự nhiên, sạch và an toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe với các sản phẩm nổi bật như sản phẩm Hitachi, sự kết hợp hoàn hảo của y học cổ truyền Nhật Bản với nguồn nguyên dược liệu tự nhiên, chất lượng cao từ thiên nhiên Việt Nam, tạo nên sản phẩm viên uống Hitachi dành cho người tóc bạc, tóc rụng, người cần bồi bổ sức khỏe. Chất xuất cô đặc dây thiều canh với thành phần 100% từ dây thiều canh tự nhiên, chất lượng cao, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000-2018 về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới và Đại học Dược Hà Nội. Dây thiều canh được biết đến là loại dược liệu đầu bảng với hoạt chất GS4 acid gymnamix giúp hạ đường huyết, ổn định đường huyết, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả những biến chứng tiểu đường. Chiết xuất cô đặc tía tô Nhật Bản Shisho với thành phần 100% lá tía tô Nhật Bản được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000-2018 về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các nghiên cứu khoa học từ Hàn Quốc, Nhật Bản cho thấy chiết xuất từ tía tô Nhật Bản giống Pyrrhela fruticosa crispa có tác dụng tốt trong thực nghiệm giúp ức chế sự phát triển của viêm khớp dạng thấp, giúp giảm các triệu chứng viêm, đau, sưng nề trên mô hình thí nghiệm, hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị bệnh gút hiệu quả và tác dụng chống nấm đại tràng, tốt cho đường tiêu hóa, người ăn kiêng, hỗ trợ tốt trong chứng xơ cứng động mạch do chế độ ăn nhiều chất béo gây ra, giảm hình thành lipid béo phì, giải cảm mạo, phong hàn, làm đẹp da, ngừa mụn nhọt. Tham gia chương trình Những người phụ nữ có gu do VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lần này, IENQA tự hào mang đến những sản phẩm tốt nhất, hữu ích và cần thiết đối với chị em phụ nữ cũng như người tiêu dùng. Trong suốt 3 ngày diễn ra hội chợ từ 23 đến 25 tháng 8 2019, IENQA được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm và tin tưởng sử dụng. Trong đó, nhận được nhiều phản hồi tích cực và đánh giá cao từ chính những khách hàng thường xuyên sử dụng sản phẩm của IENQA có mặt tại hội chợ lần này. Công việc của tôi là thường xuyên phải tiếp khách. Sau mỗi lần nhậu thì tôi sẽ thường xuyên hay có cảm giác là đau nhức xương khớp. Bác sĩ cho ra kết quả là tôi bị gút. Với sản phẩm này thì được một người bạn giới thiệu. Sau 1 tháng rưỡi thì tôi ăn nhậu, có cảm thấy rằng nó bớt đi cái cảm giác đau nhức xương khớp. Thì sau khoảng 6 tháng sử dụng thì tôi hoàn toàn tự tin, không lo rằng cái triệu chứng gút nữa. Thì với bao bì của nhà sản xuất làm rất là đẹp, thì đây cũng là sản phẩm mà tôi thường xuyên lựa chọn để tặng khách hàng của mình, đặc biệt là những người bạn nhậu của tôi. Trong một dịp đi họp lớp thì có một người bạn đã tặng mình cái sản phẩm Hitachi. Đây là cái sản phẩm mà dùng để uống. Sau khi mà mình sử dụng được 1 tháng thì mình đã thấy là cái tình trạng tóc bạc và tóc xơ của mình nó đã giảm thiểu rất là nhiều, và làn da của mình nó cũng được cải thiện, nghĩa là nó trắng hồng hơn. Đó, đến tháng thứ 2 thì cái tóc bạc nó không còn nữa, nó ít đi rất là nhiều. Như ai mà trong cái tình trạng tuổi tứ tuần ấy, 30-40 tuổi mà có cái tình trạng tóc bạc này, tóc rụng nhiều này, mọi người hãy tìm hiểu cái sản phẩm Hitachi và sử dụng thử nhé.